Audio Jungle. Xin chào bà con, thì bà con vui lòng đăng ký kênh đi. Thì clip hôm nay mình sẽ nói bà con về cái quá trình phân hóa mầm hoa, nụ hoa nhỏ và mới phát triển đó. Như ở trên hình 1 và hình 2 á, thì với cái nụ này thì bà con tiến hành làm theo những cái phương án mình hướng dẫn bà con để chúng ta đạt được một cái mùa năng suất cao và cái bao bút. Thì với cái nụ này á, ở này hôm nay là ngày mùng 10 tháng 12 âm lịch 2017 á, thì với những cái bút này mình nói bà con đúng giai đoạn mùng 10 đó là giai đoạn phân hóa mầm hoa của những cây bơ bút. Nó sớm vụ, đó là nở hoa vào tháng 1 và những cây nở vào cuối tháng 1. Thì đây là mình nói về cái cây bơ bút mà nó nở vào đầu tháng 1. Cái việc đầu tiên mà bà con chúng ta đó là với nụ như thế này á, thì bà con phun phòng cho mình một đợt thuốc trừ sâu bệnh hại, đợt này là đợt cuối cùng để cho cây bơ bút chuẩn bị nó phân hóa mầm hoa. Cái phun phòng này để ta tránh được một số côn trùng chích thúc ở trên cây nó gây họ khi mà nở hoa. Và cái thứ hai đó, chúng ta phải tưới nước độ ẩm là 60-70% tùy vào cái thời tiết thổ nhưỡng đất mà chúng ta tưới. Thì chúng ta tưới có thể là có vùng tưới 3, 5, 7, 10 hoặc 15 ngày, cách nhau 15 ngày một lần. Thì có vùng có thể tưới xa hơn, thì đó là cái mình nói chung đối với bà con, cái này bà con tự điều tiết cho mình. Và cái việc thứ hai đó là phun phân hóa mầm hoa sau khi tưới. Chúng ta dùng thứ nhất là một chai sao lắc cộng với một chai nano canxi. Chúng ta pha với 400 lít nước, chúng ta phun hai lần liên tiếp cách nhau 7 ngày. Thì đó là cái việc đầu tiên mình nói để cho con làm với cây bơ bút mọi giai đoạn nụ như thế này nha. Bà con lưu ý, nếu vườn chúng ta có những cái nụ mà nó to như trên hình á, mình khuyên bà con chúng ta tưới nước đi giữ ẩm luôn nha. Bà con luôn giữ ẩm cho mình á. Cái đó là mình nhắc lại cho bà con nha. Rồi cái vấn đề thứ hai á là sau khi mà ở hình 1, hình 2 á, chúng ta sẽ nó sẽ phát triển ra cái cây nó là ở cực đại. Cái đó là ở giai đoạn đầu tiên mình gọi là giai đoạn thứ hai đi. Giai đoạn thứ hai này á thì chúng ta sẽ thấy cái nụ hoa chúng ta nó cực đại lên. Thì giai đoạn này chúng ta tiếp tục giữ ẩm cho cây nha. Chúng ta vẫn tưới nước bình thường và giữ độ ẩm. Cái này mình khuyên bà con là hãy nhớ lại là cây bơ bút chúng ta nó rất cần độ ẩm, chứ không phải chúng ta kêu nở hoa không được tưới. Cái này là bà con, một số bà con chúng ta rất là thắc mắc ở điều này. Mình nói tất cả trong quá trình từ đầu đến cuối nở hoa ra trái, bà con luôn giữ ẩm cho cây. Chúng ta kiểm quan trọng nhất độ ẩm chúng ta luôn luôn giữ được á, thì chúng ta cây chúng ta sẽ khả năng ra hoa đậu hoa rất là cao. Nếu thiếu nước thì khả năng ra hoa đậu hoa rất là khó, mà thừa nước quá thì nó cũng rộng, nên mà con tưới giữ ẩm cho mình là được. Thì với giai đoạn 1 này á, cái nụ hoa nó phát triển chưa hoàn thiện á đó, thì cái giai đoạn này bà con chúng ta cũng không phun thuốc gì nha. Đó, mình lưu ý lại bà con vẫn tưới nước giữ ẩm cho mình nha. Cái đó là cái giai đoạn 1. Và tiếp theo á, mình sẽ nói cho bà con xem á về cái giai đoạn là giai đoạn thứ hai. Giai đoạn thứ hai như trên hình bà con xem á, cái giai đoạn thứ hai đó là nụ hoa phát triển chưa hoàn thiện nha. Nụ hoa đang trong thời kỳ phát triển đến thời kỳ chớm nở là tầm 4 đến 5 ngày á. Bà con vẫn dùng cho mình một chai sô lắc cộng với một chai canxi. Bà con phun cho pha cho mình với 500 lít nước. Bà con phun dạng sương mù cho mình nha. Thì cái này mình nói với bà con á, mình phun ở giai đoạn này á, nó không có ảnh hưởng gì đến hoa. Mình khẳng định với bà con luôn, sẽ không ảnh hưởng gì hết. Bà con nhớ phun đúng loại thuốc của mình nha. Chúng ta không can thiệp những loại thuốc nó không rõ chất lượng mà con phun vào, đôi lúc nó hại cho cây. Thì đó, với giai đoạn này mình ta phun, chúng ta giai đoạn này phun thì nó sẽ qua tới 4-5 giai đoạn ở phân tầng. Mình lưu ý lại bà con ở đây á, là bà con vẫn giữ ẩm cho cây cho mình nha. Khi mà ở giai đoạn phân tầng này thì trên hình mình sẽ quay tất cả các giai đoạn phân tầng 1, 2, 3, 4, 5 và tới lúc xả nhị, gặp trường hợp mưa và xả nhị không mưa và khi ra trái nhỏ. Đó là mình sẽ nói cụ thể, bà con cứ theo dõi hết clip nha. Thì ở trên hình bà con xem rồi đó, ở hai giai đoạn phân tầng đó. Rồi cái tiếp theo nữa là cây bơ bút chúng ta nó vẫn phân tầng lần thứ hai, hay gọi là lần thứ ba đây, phân tầng lần thứ ba đó. Thì ở giai đoạn phân tầng này á, thì bà con tiếp tục dùng cho mình một chai sô lắc cộng một chai nano canxi. Thì ở vấn đề này chúng ta chỉ cần canxi ở giai đoạn này, chúng ta thứ nhất là nó giúp cho cuốn hoa, cánh hoa nó dai, nó khỏe, nó không bị rụng và thiếu chất khi chúng ta nở hoa và khi nó xả nhị. Thì đó là mình chia sẻ riêng của cái quan niệm của mình với bà con chúng ta phân vân về cái vấn đề mà cái bơ bút chúng ta nở hoa, rụng hoa và không được đậu cho cao.
Thì đó, thì với cái hình hoa ở trên hình này thì bà con tiếp tục pha cho mình mỗi thứ một chai và pha với 500 lít nước phun dạng sương mù nha. Và tiếp tục mình nhắc lại là bà con vẫn giữ độ ẩm duy trì cho mình là 60 đến 70%. Vẫn duy trì độ ẩm nha. Đó là cái giai đoạn mà mình nói nó là phân tầng lần thứ 3. Rồi, bắt đầu là tới giai đoạn là xả nhụy. Giai đoạn này rất là quan trọng nha bà con. Thì mình trên hình mình sẽ nói cho bà con xem về cái giai đoạn này. Thì cái giai đoạn xả nhụy á, mình đã khoanh tròn ở trên bà con xem clip á. Thì đối với cái giai đoạn mà xả nhụy này nè, giai đoạn hoa chớm nở đến nở rộ chưa rụng cánh á, thì ở tất cả trên hình này mình quay bà con á, thì bà con vẫn duy trì độ ẩm cho mình nha. Thì nếu như lúc này nó xả nhụy, nói chung là rất quan trọng, nó sẽ xảy ra hai hiện tượng, đó là gặp mưa và không mưa. Thì ở trên hình mình nói lúc mà đang xả nhụy này với thời tiết mà không mưa á, đó là mình nhắc nhở bà con nếu không mưa thì bà con vẫn duy trì độ ẩm dưới gốc cho mình thôi, còn ở trên bể bình thường không phun bất kỳ một loại thuốc nào hết. Đó là hiện tượng không mưa để theo tự nhiên nha. Còn với điều kiện cái này quan trọng với bà con là mình chia sẻ và nhắc nhở bà con là thời kỳ bung nở hoa xả nhụy mà gặp mưa á, thì cái vấn đề này năm 2017 bà con chúng ta đã gặp cái tình trạng mà xả nhụy gặp mưa hết, thì toàn bộ bà con nông dân chúng ta đã mất trắng hết về cái hình trạng mà bơ xả nhụy gặp mưa là mất hết. Thì với giai đoạn này á thì mình hướng dẫn cho bà con cái cách khắc phục này chỉ được 50%. Nói chung là mưa thì hầu như bà con nghĩ chúng ta sẽ mất trắng, nhưng này mình sẽ hướng dẫn sơ bà con về lúc xả nhụy gặp mưa. Thì bà con phun cho mình đó là 500 ml nano canxi cộng 50 ml nano canxi carbonate và 2 đến 300 ml sao lắc và cộng 100 ml nano bạc. Nói chung nano bạc nha bà con. Thì cái này mình nhắc lại là tùy vào loại thuốc mà bà con chúng ta lựa chọn mà phun cho đúng nha. Nếu bà con phun không đúng thuốc thì giai đoạn này có thể là hư hỏi hoa. Chúng ta pha từ 250 đến 350 lít nước và đang mưa nhỏ chúng ta có thể phun luôn, và chúng ta phun trong 3 ngày liên tiếp. Và trường hợp á mà nếu mà mưa nó gián đoạn á, nếu mà mưa gián đoạn á thì mưa chúng ta phải chờ khi mà mưa xong á thì chúng ta phun để cho nó đạt được hiệu quả cao và phát huy được cái tác dụng của nano này. Vì trong này mình cho kết hợp tất cả các dòng canxi rồi dòng nano bạc, nó để chống cái nấm mốc phát triển gây hại trên nhụy và hoa. Thì cái vấn đề đó rất là quan trọng. Thì đó là mình chia sẻ với con, và cái vấn đề vẫn là vấn đề cuối cùng đó. Cái vấn đề mà xả nhụy xong. Thì cái vấn đề mà xả nhụy xong đó là hoa bắt đầu rụng cánh, xả nhụy tầm khoảng 40% trở lên đó, tính tổng thể vườn á, thời kỳ hoa nở rộ. Thì nếu không gặp mưa á thì đợi đến khi nhụy và cánh hoa rụng được ít nhất khoảng gỡ 40 đến 50% tổng thể vườn á, chúng ta quan sát á, thì chúng ta tiến hành phun. Mình nhắc lại cho con nha, xả nhụy đến 40 đến 50% tổng thể vườn á, không có cây bơ nào mà chúng ta đạt được 80% hay là 100%. Nói chung là 50 đến 60% á là bà con có thể tiến hành phun thuốc chống rụng trái rồi. Thì ở đây mình hướng dẫn bà con ta pha liều lượng đó là một chai canxi, một chai sau lắc cộng với 500 ml nano bạc. Chúng ta pha 300 lít nước, chúng ta phun định kỳ 5 đến 7 ngày một lần. Chúng ta phun 2 3 lần liên tiếp đến khi quả ổn định và không rụng nữa. Thì ở cái này mình nhắc nhở bà con á, thì cái giai đoạn mình nói có thể nó là rất là nhanh, nhưng bà con xem trên hình ảnh và những cái lưu ý mình nhắc nhở bà con khi phun ở này để bà con lưu ý được, bà con điều tiết được hình thức mà chúng ta phun thuốc như thế nào. Và cái điều quan trọng nhất là mình vẫn nhắc nhở cho bà con đó là duy trì được độ ẩm cho mình nha. Một số bà con chúng ta luôn luôn hỏi là không biết nghe ai, nghe như thế nào cho nó hiệu quả, vì có người bảo tưới, người bảo không tưới. Thì bà con cứ tự nghĩ, tất cả cây trồng hoặc cơ thể người mình cũng vậy, chúng ta luôn luôn cần nước, nước và duy trì độ ẩm. Nếu chúng ta tưới nhiều nước quá, lúc nở hoa thì tất nhiên nó sẽ rụng. Nếu bà con chúng ta duy trì độ ẩm từ đầu, từ lúc chưa nở hoa tới lúc nở hoa, thì tất cả cây trồng chúng ta nó đều cân bằng về độ ẩm hết, thì nó sẽ đậu hoa rất là cao. Thì clip này mình cũng nhắc nhở và chia sẻ cho bà con về cái tình hình mà cây bơ hoa hoa bơ búp nó nở sớm vào tháng 1, đầu tháng 1, đó là vụ 1. Thì tùy vào từng vụ mình sẽ chia sẻ tất cả clip cho bà con xem. Thì clip này mình chỉ chia sẻ thôi bà con nha, còn phần lớn lại là phụ thuộc vào thời tiết, khoảng cỡ 40% 30% là phụ thuộc vào thời tiết. Thì cái này là kinh nghiệm mình chia sẻ cho bà con về cái khắc phục nếu gặp thời tiết mưa,
Còn không mưa thì mọi thứ nó rất là tốt, rất là thuận lợi. Nên trường hợp rủi ro cuối cùng vẫn là mưa. Nên mình chia sẻ với bà con, thì bà con luôn 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 đăng ký kênh để theo dõi tất cả video mình chia sẻ cho bà con. Vì thời gian gần đây đó là cũng cận vào thời gian Tết, nên những cái clip mình đưa lên nói chung là nó cũng rất là nhanh, nên bà con thông cảm cho mình. Thì một lần nữa, bà con đăng ký kênh và theo dõi, mình xin cảm ơn ạ.